sản phẩm Skin AEC. Thứ nhất là ủ kích trắng than hoạt tính. Cái này là sẽ làm cho da của mình trắng bật tông lên ngay từ lần đầu tiên sử dụng luôn. Cái này thì thích lắm, xài thích lắm. Nó làm cho lỗ chân lông của mình bị được thông thoáng hơn. Nó sẽ không có bị bít tắc lỗ chân lông mà mọi người thấy là có những cái sợi lông của mình nó không có chịu mọc ra, mà nó mọc ngược vào bên trong đó. Khi mà mình sử dụng cái này lâu ngày thì nó cũng sẽ thông thoáng lỗ chân lông của mình luôn, không bị mụn lưng luôn. Đây là sản phẩm này đây. Bây giờ Trang sẽ thử lên tay của mình cho mọi người xem nha. Trang sẽ thử lên hai tay luôn. Chúng ta sẽ xịt ra như thế này, vừa đủ thôi nha mọi người. Một cái chai như thế này thì mình cũng xài được rất là lâu luôn á, xài được tầm khoảng 2 tháng tới 3 tháng. Đây, mùi thì rất là dễ chịu, hoàn toàn không có cái chất tẩy nào cả, cho nên là mọi người sẽ không có cảm thấy khó chịu như là cái mùi mà mọi người hay tắm trắng bằng cái lột tẩy này kia nọ mà mua ở ngoài chợ thì nó nghe cái mùi thuốc uống tóc á, nó hạt lên rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên thì cái sản phẩm này nó rất là thơm, bởi vì nó hoàn toàn không có cái chất tẩy, nó không có bào mòn da của mình, rất là an toàn cho da. Cho nên là mọi người hãy yên tâm nhé. Đây, mọi người sẽ chà lên như thế này và để tầm 30 phút. Trang sẽ để thêm một cái tay bên này nữa. Chúng ta sẽ massage toàn thân. Trang thử thì thử hai tay vậy thôi. Nhưng mà mọi người tắm thì mọi người vô phòng tắm xong rồi là mọi người ngồi đó mà massage từ từ hết toàn thân thể của mình luôn. Cái này có thể sử dụng được trên cả cái da cổ và da mặt của mình nữa, bởi vì những cái thành phần của nó hoàn toàn từ thiên nhiên, từ than hoạt tính, cho nên là không có chất tẩy, không có chất bảo quản hay tẩy rửa gì cả, cho nên là rất là an toàn cho da. Nếu như mà mọi người quan tâm, mọi người có thể để lại số điện thoại của mình dưới comment thì các bạn chuyên viên tư vấn sẽ gọi điện thoại lại cho mình và tư vấn rất là nhiệt tình. Các bạn yên tâm là sản phẩm này sẽ bật tông ngay từ lần đầu tiên sử dụng. Cho dù da bạn có bị đen, bị sạm, bị nám xì một năm trời, hai năm trời rồi thì mọi người sử dụng vẫn có hiệu quả rất là rõ rệt nha. Mọi người xem rồi so sánh nha. Bây giờ Trang sẽ chùi đi, bởi vì nãy giờ mình đã ủ được 30 phút rồi. Chờ đi nha, sẽ bất ngờ lắm. Mọi người biết không, Trang rất là tự tin bởi vì mình đã có cái sản phẩm này. Thành ra là nhiều khi ra nắng mình cũng hơi bị ý ý một tí xíu. Tuy nhiên thì mọi người nhớ là cũng phải chống nắng, cũng phải che chắn cẩn thận khi mà đi ra nắng nha. Mặc dù sản phẩm này thì hoàn toàn không có bắt nắng đâu, nhưng mà để tốt hết cho sức khỏe của mình thì mọi người cũng phải chống nắng. Thì mắc công mua sản phẩm nhiều lần thôi chứ không gì hết trơn, bởi vì mọi người xài sẽ bị ghiền. Đây là Trang đã chùi hết một bên. Mọi người thấy không, nó trắng hơn so với cái trên này và dưới này của Trang luôn. Rồi, vậy là một chút xíu nữa Trang phải tốn thêm 30 phút nữa để làm hết toàn thân, làm lại khúc này với khúc này, chứ nó không ra như vậy, nhìn giống như là con kiến ba khoang á. Mọi người thấy không, trắng lên rất là rõ rệt. Rồi bây giờ Trang sẽ thử chùi bên này nữa nha. Đây, Trang vừa mới chùi ra thôi, mọi người thấy không, một cái sự khác biệt rất là rõ rệt luôn. Ở khúc trên mu bàn tay, ngay cánh tay và ở phía trên cùi chỏ khác nhau ghê lắm. Wow, nhìn mình đang giống như là con kiến ba khoang á. Mọi người thấy là mình có ba cái màu rõ rệt đúng không? Đó, thành ra thích lắm. Đây, Trang vừa mới chùi ra hết những cái phần ủ kích trắng rồi, mọi người thấy không? Đó, một cái sự khác biệt rất là rõ rệt giữa, giống như cái tay Trang chia làm ba khúc vậy á. Rất là trắng luôn. Đây, rất là thích mà lại mịn màng nữa. Có cái này rồi thì Trang cảm thấy rất là tự tin. Bây giờ ra nắng cũng không sợ nữa.